Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị đã đến với kênh YouTube của em, kênh Công Dũng Đa Phát. Kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư về chứng khoán. Hôm nay cũng là thứ tư, ngày 9 tháng 2. Em xin làm video ngắn để phân tích và nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cũng như đi phân tích những dòng cổ phiếu, ngân hàng, bất động sản, dòng thép nó đã đóng góp như thế nào đối với thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta nói về VN Index. Hôm nay thì VN Index có giá thấp nhất là 1499,53 và cao nhất là 1511,72. Thì hôm nay là một phiên giao VN Index dao động trong biến động hẹp, đâu đó khoảng 12 điểm. Và với giá trị giao dịch là 25.000 tỷ. VN Index hiện nay thì vẫn đang vận động trên vùng gap, nó đã mở ra từ phiên hôm thứ hai và vận động trên đường MA20. Thì thực ra thì hôm nay VN Index nó vận động như thế này cũng là một vận động mà để đánh giá xem cái lượng cung hàng của anh chị em mình nó như thế nào. Nghĩa là những ai mà đã mua ở dưới này lên đến đây thì có chốt lại hay không, thì tổ chức họ sẽ hấp thụ lại. Hoặc là những anh chị nào mà đang cầm tiền thấy nó chưa lấp được cái gap này thì các anh chị cũng đang đứng ngoài và chưa giải ngân. Thì có hai kịch bản như thế này. Nếu mà khi nào mà tổ chức họ kéo VN Index lên đến cái đoạn này để cho các anh chị nào mà đang cầm tiền không mua ở đoạn này, không mua ở đoạn này và sốt ruột là thấy thị trường nó tăng thì có thể lao vào giải ngân và mua. Thì đến cái lúc đấy mà cái khối lượng này nó tăng lên, nó tăng lên lớn thì chúng ta mới phải lo lắng. Còn hiện tại, theo em nghĩ, còn hiện tại thì chúng ta chỉ nên cầm nắm theo cái danh mục của mình, lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó đã có nền tích lũy và được các tổ chức họ đỡ giá trong những cái đợt giảm điểm vừa rồi để chúng ta theo dõi và mua. Còn cái kịch bản thứ hai là VN Index nó sẽ quay xuống và nó test lại cái đường MA20 để nó thanh lọc những cái cổ đông. Thường thì khi thị trường đi lên thì nó sẽ cũng có những cái phiên mà giảm điểm, điều chỉnh để thanh lọc cái lượng cổ đông cũ và thu hút lượng cầu mới. Ví dụ như cái giai đoạn này nó đang đi lên nhưng nó cũng đã có một cái phiên điều chỉnh. Đấy. Điều chỉnh xong thì nó đi lên cái vùng này và nó tích lũy được ở đây. Tích lũy. Trước mỗi cái đợt mà tích lũy thì bắt đầu nó cũng có một cái phiên giảm điểm để mà test lại, nó nâng đáy dần này. Các anh chị mà học về cái khi thị trường uptrend thì nó sẽ có cái tín hiệu mà đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đấy, thì các thị trường bây giờ hiện tại cũng như vậy, nó đang tích lũy này. Để các anh chị nào mà cầm tiền đang rất sốt ruột đợi về mức chiết khấu giá tốt để có thể mua thì tổ chức họ cũng đang đánh cái trạng thái tâm lý với anh chị em mình. Và ví dụ nếu mà họ đánh lên đây thì cái khả năng mà bị bán xuống rất cao, bởi vì cái khối lượng mà những anh chị em mình đã bị kẹp hàng ở trên này sẽ tâm lý là khi cổ phiếu về mệnh giá thì sẽ có xu hướng là bán ra cổ phiếu để thu tiền về và để tìm những cái cơ hội khác. Và hôm nay như các anh chị cũng đã thấy, như chúng ta nhìn thấy thì cổ phiếu bất động sản nó có biến động rất lớn. Đây,
cổ phiếu bất động sản thì trong đó có những cái cổ phiếu mà của A7. A7 mà cổ phiếu đích, cổ phiếu sell, đây, cổ phiếu L14 này. Thì nó cũng, thực ra thì hôm nay theo em thì nó cũng là một cái phiên hồi kỹ thuật thôi. Bởi vì cổ phiếu nó cũng đã rơi xuống cái vùng đỉnh đỉnh rồi, cái vùng hỗ trợ rồi, và nó đã chiết khấu từ từ cái vùng đỉnh này xuống cũng được khoảng 40%. Thì như lần trước nó rơi xuống đây khoảng 40% thì nó có một nhịp hồi kỹ thuật để bật lên. Bật lên xong thì nó lại rơi xuống để nó test lại cái đáy. Test lại cái đáy và rơi vào cái vùng hỗ trợ của nó. Thì phiên hôm nay thì anh chị nào mà mua được thì em cũng xin chúc mừng các anh chị. Chúng ta mua, nếu mà muốn có cái khẩu vị mà mạo hiểm thì chúng ta cũng có thể bắt đáy ở các vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Thì nhưng mà lưu ý với các anh chị là chúng ta không nên bắt đáy số 1. Bắt đáy thì phải bắt đáy số 2. Đấy. Và chúng ta phải đo được cái lượng cung. Cái lượng cung của các cái đáy. Ví dụ như đáy này. Đây là đáy số 1 này. Nó có lượng cung vẫn đang còn lớn này. Mà đến đáy số 2 này, cái lượng cung của nó thì cũng lại đã giảm đi rồi. Có nghĩa là trong cái đợt này thì các anh chị nào mà bị thua lỗ từ trên đỉnh này cũng bán xuống là khá là nhiều. Và khi tổ chức họ kéo lên và họ quay lại họ test cái đáy thì họ sẽ đo được cái lượng cung này để xem liệu mình có tiếp tục để kéo hay không. Nhưng mà thường thì em nghĩ và theo những cái dữ liệu của quá khứ ấy, thì khi một cổ phiếu muốn đi lên được, một cổ phiếu muốn đi lên được 100, 200%, 300% đi, thì nó cũng cần phải có một cái quá trình tích lũy khá là lâu. Đấy, ví dụ như cổ phiếu của Đích này. Đấy. Nó tích lũy từ tháng 1 năm 2021 và đến tháng 10 năm 2021 thì nó bắt đầu mới đánh lên một con sóng lớn. Và sau khi đánh lên rồi thì trong quá trình đi lên thì nó cũng có tăng, có chỉnh. Đấy, tăng có chỉnh. Tăng rồi lại tích lũy. Đấy. Và sau khi tích lũy thì nó đã đánh thêm một con sóng cuối. Và khi các anh chị nhận thấy rằng cái việc bắt đáy này ấy, thì chỉ dành cho những cái người mà có phân tích kỹ thuật tốt và có khẩu vị rủi ro cao thì người ta mới chơi kiểu bắt đáy như thế này. Còn với quan điểm đầu tư của em ấy, thì em chỉ tư vấn cho khách hàng mua những cái mã nào mà nó có nền tích lũy tốt, có dòng tiền đi vào và có yếu tố đỡ giá của các tổ chức thì em mới tư vấn để khách hàng em vào mua. Còn những cái cổ phiếu nào mà nó đã rơi từ trên đỉnh này thế này rồi và nó đang đi tìm đáy thì không bao giờ em khuyến nghị khách hàng để mua những cái mã như thế này. Bởi vì nếu mà khi muốn cổ phiếu đi lên thì nó cũng cần phải tích lũy. Đấy, có thể tích lũy 3 tháng, 6 tháng hoặc tích lũy 1 năm. Ví dụ như một cái chu kỳ vừa rồi đây, nó tích lũy đến 9, 10 tháng thì bắt đầu nó mới đánh con sóng lớn như thế này. Và các anh chị phải hình dung là nếu mà nó giảm xuống đây thì nó không thể tăng tăng lên lại luôn được. Vì sao? Vì khi tổ chức họ đã đánh cổ phiếu để kéo giá xuống rồi mà họ lại đổ tiền vào, họ đánh lên trên này, thì những anh chị nào mà mình mua ở đây sẵn sàng bán ra cổ phiếu khi nó hồi về giá vốn. Đấy, đấy. Thì tổ chức họ sẽ mất rất nhiều tiền để mà họ thu lại, nhặt lại, hấp thụ lại cái lượng hàng của anh chị mình. Đấy, vì thế nên là một cái suy luận rất logic là như thế. Là cổ phiếu khi muốn đi lên thì nó phải có nền tích lũy và phải đi lên từ nền chứ không phải là
đánh hình chữ V. Đấy, không có cổ phiếu nào mà nó đánh hình chữ V như thế này đâu. Đánh lên thế này thì họ sẽ mất rất nhiều tiền và họ sẽ không làm như vậy. Cổ phiếu Shell cũng tương tự như thế. Shell này, NHA này, DLH này. Đấy, những cái sóng này theo em đánh giá nó chỉ là cái sóng hồi thôi. Và T3 thì các anh chị mua thì cũng có thể có lãi mà cũng có thể là cũng không có lãi đâu. Đánh cái bắt các cái cổ phiếu nóng như thế này là rất là rủi ro. Phiên sáng thì những cái cổ phiếu này nó sàn, gần sàn, nhưng mà đến phiên chiều ấy, thì có một cái thông tin là đấy, đến 12 giờ 11 phút này là có một cái thông tin là công ty Bình Minh không phải là xin bỏ cọc mà họ chỉ không triển khai thực hiện dự án. Vậy nên những cái cổ phiếu mà như Dick, như Shell thì nó lại tự nhiên nó bật tăng lên rất mạnh. Tiếp theo là em phân tích về cái cổ phiếu, những cái cổ phiếu của dòng thép. Đây, dòng thép thì có cổ phiếu của HPG này, hôm nay tăng cũng rất tốt. HSG và NKG. Thì thực ra hôm nay cũng có một chị khách hàng cũng hỏi em về cái target của cái cổ phiếu HSG này. Thì em cũng có khuyên khách hàng của mình là rằng hiện tại cổ phiếu thì đang tăng, thì mình cũng đặt các cái mức chặn lãi cho mình để mà mình bảo toàn được cái lợi nhuận, đút túi được cái lợi nhuận mà mình khi mình đã mua được ở dưới cái nền giá này này, thì mình cứ đặt nâng mức chặn lãi của mình lên. Đấy, ví dụ mai nó tăng tiếp thì mình lại nâng lên đây. Nhưng mà về cái xu hướng ngắn hạn thì như cổ phiếu HSG này, này thì nó đã gặp cái vùng kháng cự. Đây, vùng kháng cự ở đỉnh chỗ tầm giá là 37 đến 38.x. Thì khi lên đến đây thì cái kịch bản tốt nhất là nó lên và nó tạo một cái nền tích lũy lại để hấp thụ những lực bán và gom lại hàng để nó đánh, có thể đánh thêm một cái nhịp sau tăng lên, và cái tích lũy đủ dài khoảng từ vài tuần đấy, vài tuần đến một tháng thì cái khả năng mà cổ phiếu nó sẽ tăng giá lại được là cao hơn. Để thì đấy là cái kịch bản của cái nhóm thép. Và theo như em và như chúng ta nhận thấy đấy, kịch bản tốt nhất của nhóm thép thì nó phải là tích lũy lại trên cái vùng kháng cự này để hấp thụ hết tất cả các lực bán của anh chị em mình. Đây, mua ở điểm này bị kẹp này, mua ở điểm này này bị kẹp này, mua ở cái điểm này này. Đấy, thì cái khoảng thời gian mà từ cái giai đoạn đầu mua mà đến bây giờ là 83 ngày, 53 phiên, tức là cũng gần 3 tháng rồi. Thì anh chị sẽ tâm lý là khi cổ phiếu nó hồi về giá vốn thì các anh chị thường mang hàng ra bán để tìm kiếm những cái cơ hội khác. Đấy. Và khi cái cổ phiếu mà của dòng thép và dòng bất động sản chiều nay nó bật tăng lên như thế thì cũng sẽ kéo theo những cái sự FOMO của anh chị mình đang cầm cái cổ phiếu dòng ngân hàng mà hôm nay bị điều chỉnh. Dòng ngân hàng hôm nay thì phiên sáng nó cũng có kéo lên, nhưng mà đến phiên chiều thì hầu như là nó đã điều chỉnh. Ví dụ như cổ phiếu của MBB. Đấy. MBB thì khi cổ phiếu MBB này nó đang điều chỉnh và đây, khi nó đã tăng được khoảng 20% từ dưới đáy đi lên, và cái việc điều chỉnh này thì cũng là một cái việc rất bình thường của cổ phiếu. Khi nó đã tăng nóng thì nó phải điều chỉnh để hấp thụ lại những cái áp lực chốt lời của anh chị mình đã tham gia được ở dưới cái vùng nền. Đây, cái vùng nền này, vùng nền giá này khoảng 29-30 thì nó lên đến 33-34 rồi, thì bắt đầu nó có những cái áp lực bán để chốt lời. Và vô hình chung thì cái dòng ngân hàng nó giảm nhiệt,
thì các dòng cổ phiếu của thép, bất động sản nó lại tăng, thì nó sẽ làm cho tâm lý của anh chị mình muốn bán cái cổ phiếu mà nó mình đã có lãi khi mình mua được ở dưới giai đoạn này, lãi lên đây mình đã có lãi và mình thấy cổ phiếu nó giảm điểm, nó đỏ, thì mình hay thường có xu hướng là sẽ bán đi và FOMO vào những cái dòng mà nó đang tăng mạnh. Ở cái thị trường giai đoạn này thì cái sóng ngân hàng nó là rõ ràng về cái kéo của nó có dòng tiền lớn đi vào rồi. Đây ví dụ MB Bank này. Đấy, nó đã có dòng tiền lớn nó đi vào ở trong cổ phiếu này. Không có bao giờ là cái tổ chức mà họ đổ tiền vào nhiều như thế này để họ mua 50 triệu cổ phiếu, để họ mua 34,75 triệu cổ phiếu mà để họ phân phối ra trong 1-2 phiên, họ ăn 10 đến 15% đâu ạ. Cái tín hiệu về phân phối thì khi nào mà nó có dấu hiệu thì em sẽ làm ở những cái video tiếp theo cho anh chị biết về cái dấu hiệu phân phối. Còn hiện tại thì những cái áp lực mà giảm điểm chốt lời ở đây thì ở nó thường xuất hiện ở những anh chị nhà đầu tư cá nhân mà khi mình xem các cái bảng giá mình thấy xanh xanh đỏ đỏ, sáng thì nó xanh, chiều thì nó lại đỏ, thì mình thường có cái xu hướng mà mình lôi cổ phiếu của mình ra mình chốt lãi để mình FOMO vào những cái dòng như bất động sản, như dòng thép. Đấy thì cái nhịp điều chỉnh này em đánh giá của cả dòng ngân hàng nó là cũng là một tín hiệu rất tốt để tổ chức họ có thể gom lại cái lượng hàng, họ đánh lên cái nhịp sau. Thì xin quay lại nói về cái dòng thép một chút, thì cái mã cổ phiếu như Hòa Phát này, HPG này, thì nó cũng đang có cái hình ảnh mà giống cái cổ phiếu mà ngân hàng của giai đoạn trước, như ví dụ như cái cổ phiếu mà HD Bank này. Cổ phiếu HD Bank giai đoạn trước này. Đấy nó cũng kéo sau khi nó đã tạo đỉnh rồi. Sau khi nó đã tạo đỉnh rồi thì nó rơi xuống. Đây, nó rơi xuống đây. Đấy, nó đến đáy của nó và nó có những cái phiên bật tăng qua cả cái đường MA20 và nó đã tạo một cái nền tái tích lũy lại ở trên cái vùng này để nó đi vào những cái phiên tiếp theo. Thì cổ phiếu hiện tại, cổ phiếu dòng thép thì em đánh giá nó cũng phải đi theo cái kịch bản như thế thì nó mới tăng bền được. Đây, nói lại anh chị một cái mẫu cổ phiếu mà nó đã từng xảy ra cái kiểu như thế. Đây, sau một cái phiên giảm giá dài như này, bật tăng này, rồi lại giảm này. Đấy, thì nếu muốn tăng tiếp thì nó lại phải đến đây. Nó phải lên đây và nó tái tích lũy lại ở cái vùng hỗ trợ, vùng kháng cự của cổ phiếu. Để thì nó có những cái cơ hội để vào, để đánh những cái chu kỳ tiếp theo, chu kỳ tăng giá tiếp theo. Và đây cũng chính là cái cơ hội mà anh chị nào mà chưa mua được hàng thì mình sẽ theo dõi và mình tìm điểm mua của nó. Chứ còn bây giờ nó đã tăng đến 2 phiên trần như thế này rồi mà anh chị vào FOMO vào đây, mua ở đây và mua ở đây, thì ở đây là cũng vô hình chung nó là cái kháng cự rồi. Thì nếu mà anh chị mua thì khả năng cái nó lên đến đây nó sẽ bị bán ngược lại này, thì khả năng cái tài khoản của anh chị mình sẽ bị thua lỗ ngắn hạn thì nó cũng không hay lắm. Thì hôm nay thì em cũng xin được đi phân tích ngắn, cái video ngắn như này thôi, phân tích vào ba cái dòng ngân hàng, bất động sản và dòng thép để các anh chị có một cái góc nhìn nó riêng biệt về các cái dòng cổ phiếu này, mình có nên chọn mua hay không, mình nên nắm giữ cổ phiếu nào. Theo em thì hiện tại anh chị nào mà có dòng ngân hàng ấy, thì mình cứ vẫn cứ nắm giữ, chứ còn
mình đừng thấy những cái dấu hiệu mà nó bị đỏ điểm, nó điều chỉnh thì mình lại bán đi cổ phiếu của mình. Đây, ví dụ như cái BIDV nó có thể nó quay lại nó test cái vùng nền này thì anh chị cũng có thể giải ngân ra để mua thêm. Cổ nhìn chung về cái dòng ngân hàng nó đang là cái dòng dẫn dắt thị trường giai đoạn này. Cổ phiếu bất động sản thì em nghĩ là nó cũng chưa đến cái lúc mà nó dẫn dắt đâu. Đấy, thì hôm nay em cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chúc các anh chị nhà đầu tư mình đầu tư được hiệu quả và luôn thành công, gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.